Thời điểm dịch bệnh căng thẳng khiến cuộc sống của nhiều người bị ảnh hưởng. Thời gian qua, nhiều chủ trọ đã ra thông báo miễn tiền nhà, giảm tiền điện nước, chia sẻ khó khăn với khách thuê. Những tấm lòng không vụ lợi, không màng đến lợi ích bản thân mà làm khó người thuê trọ khiến ai cũng cảm thấy ấm lòng. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh cô chủ trọ cầm xấp tiền tới từng phòng để phân phát cho mọi người. Dòng trạng thái đăng kèm với video của ít lòng nhiều, hôm nay trợ em lại cho tiền mỗi người nữa nè. Nói là làm, cô cầm xấp tiền mệnh giá 100.000 đồng trên tay, đi gõ cửa từng phòng để phân phát. Cô còn cẩn thận ghi chép danh sách từng phòng ra giấy để đảm bảo không ai bị sót. Người phụ nữ nói, mỗi người 500.000 đồng, của ít lòng nhiều nha con. Cho nó qua đợt dịch này rồi tính tiếp, chứ cũng không biết như thế nào. Cũng cầu mong đi con nha, ai cũng đều có hết. Cuối clip, cô chủ trọ cũng không quên dặn dò mọi người phòng dịch và cùng cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn. Mặc dù vẫn chưa rõ danh tính của người phụ nữ này, song hành động đẹp của cô trong clip khiến cư dân mạng cảm động. Nhiều sinh viên, người đi làm than thở rằng giá mà nhà trọ nào cũng hào phóng như cô thì khó khăn sẽ được san sẻ đi phần nào. Những ngày vừa qua khi thành phố Hồ Chí Minh căng mình chống dịch bệnh COVID-19, người dân trong thành phố bằng nhiều cách đã đùm bọc san sẻ từng mớ rau, con cá, viên thuốc để giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Là người tiên phong trong hoạt động từ thiện tại hẻm 103, đường Văn Thân, phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, bạn Huỳnh Thị Như Hạ, 28 tuổi cho biết, khi hẻm 103 phát hiện có những ca F0 đầu tiên và bắt đầu phải thực hiện phong tỏa để phòng dịch, thì việc tiếp tế chỉ dừng lại ở nhu cầu thực phẩm. Như Hạ chia sẻ, sinh ra và lớn lên trên khu vực con hẻm 103, từ nhỏ em đã quen và biết hầu hết mọi người, mọi nhà trong con hẻm này. Em hiểu rất rõ tại đây có rất nhiều người già, người bán vé số, người câm điếc. Vì vậy, khi dịch bệnh xảy ra, hẻm bị phong tỏa, em đã cố gắng kêu gọi trên Facebook và may mắn được rất nhiều nhà hảo tâm, trung sức. Người cho gạo, người cho rau, cho thịt. Thêm vào đó, còn có rất nhiều thực phẩm do Ủy ban Nhân dân phường 8, quận 6 cung cấp, nên những ngày cách ly, bà con chưa một ngày phải đói. Tuy nhiên, khi số ca F0 tăng cao, Như Hạ đã nhanh chóng bàn giao công việc phát thực phẩm hàng ngày cho một nhóm khác để tập trung vào việc phát thuốc, cung cấp oxy cho các bệnh nhân COVID-19 nặng và lớn tuổi. Như Hạ xúc động, nhìn thấy những nhân viên y tế quá vất vả trong những ngày dịch bệnh, em nghĩ mình cần phải chung sức cùng mọi người. Chị cán bộ y tế ở phường thương em có phát cho em vài bộ đồ bảo hộ, nhưng khi có người gọi điện cầu cứu vì khó thở, em không kịp mặc đồ bảo hộ, cứ thế chạy đi luôn, vì em sợ chỉ cần mình trễ một phút thì một người sẽ không được cứu. Tự hào vì những ngày phong tỏa được sống trong đùm bọc yêu thương, anh Trần Mậu Dũng, cư dân chung cư Bào Cát 2, phường 10, quận Bình Tân cũng cho biết, từ ngày 19 tháng 7 khi chung cư Bào Cát 2 bị phong tỏa, những cửa hàng không đồng bắt đầu mọc lên ngay trong chung cư. Những món quà thiết yếu như rau, củ, quả, trứng được chính cư dân block này tặng block kia. Những tin nhắn động viên, những phần gạo, trái cây, sữa, bánh được mạnh thường quân bên ngoài gửi vào, đủ tạo nguồn năng lượng tích cực giúp cư dân thích nghi tốt với điều kiện phong tỏa phòng chống dịch COVID-19. Sự nỗ lực của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, sự đồng lòng của người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tinh thần đoàn kết đã, đang và sẽ là sức mạnh được phát huy, một ngày gần nhất dịch bệnh sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi.